có thấu tiếng nói này chứ? Mình có thấu tiếng nói không? Mình có thấu tiếng nói không? Có. Mình thầy thôn này cả nhà. Thầy thôn nhà tống này cả nhà. Thầy thôn nhà vệ sinh. Có phải đâu anh? Có phải đâu? Là nào lên cho nó.
chơi. Oh.
Đây thì mình sớm giờ đã chia sẻ tô tượng trong cái nhà vệ sinh này ngang của chú anh chị và các bạn thì đã làm xong rồi nè. Đó. Mình mới dựng tô xong thì tô này cũng hết buổi sáng rồi ngang của chú anh chị. Nó vòng qua đây mặt cửa luôn. Tại vì do cái tượng này nó ướt á, mới xe hôm qua nó ướt nên mình tô cũng hơi chậm ngang của chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tới đây, mình cũng kết thúc clip nha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn đợi những clip tiếp theo. Ok, bye bye. Chú anh chị và các bạn xem hình.